những cái tên vắng mặt đáng tiếc trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam năm 2024. Phụ công Trần Thị Bích Thủy, sinh năm 2000 với chiều cao 1m83, thuộc câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang. Phụ công Lý Thị Luyến, sinh năm 2000, sở hữu chiều cao khủng 1m90, cô thuộc câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang. Chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh, sinh năm 1998, chiều cao 1m74, Nguyệt Anh thuộc câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin. Đối chuyển Đoàn Thị Xuân, sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m80, Đoàn Thị Xuân chơi cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Libero Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1993, chiều cao 1m60, Kim Liên khoác màu áo câu lạc bộ Ninh Bình LB Bank. Libero Lê Thị Thanh Liên, sinh năm 1993, chiều cao 1m55, hiện nay cô đang thuộc câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang. Bạn cảm thấy tiếc nuối nhất cho gương mặt nào? Hãy comment ở phía dưới nhé!